Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận Bắc Ninh. Theo truyền thống của người Việt Nam, ngày Tết luôn có ý nghĩa linh thiêng vì đây là dịp mọi người sum họp gia đình, thăm hỏi và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Đây cũng là dịp thuận lợi để mọi người tỏ bày tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn ông bà tổ tiên, hòa giải và cảm ơn nhau. Năm nay chương trình chúc Tết đã thay đổi so với những năm trước. Thay vì các đại diện xứ họ đến tòa giám mục chúc Tết, thì tôi và cha tổng đại diện đã đến các giáo hạt để thuận tiện cho anh chị em đi lại và nhiều người có thể tham dự thánh lễ tất niên. Qua chia sẻ của đại diện các xứ họ, tôi nhận thấy trong năm vừa qua giáo phận vẫn bình an và phát triển. Tuy nhiên, đại diện các xứ họ cũng bày tỏ một số những âu lo đang xảy ra trên địa bàn giáo phận liên quan đến giới trẻ, anh chị em di dân và nhiều đôi hôn nhân lơ là việc học giáo lý, dẫn đến ngày càng có nhiều gia đình đổ vỡ. Ngày Tết cổ truyền có nhiều phong tục tập quán tốt như chúc tuổi nhau, thăm viếng thầy cô, bạn bè, gặp gỡ trong những bữa cơm thân mật, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Bên cạnh đó cũng không thiếu những điều chưa tốt mà vô tình hay hữu ý chúng ta vẫn mắc phải, như rượu chè quá chén, cờ bạc, nhất là mê tín dị đoan trong những ngày đầu năm mới, làm mất đi hạnh phúc của nhiều người và nhiều gia đình. Hơn ai hết, người Kitô hữu được mời gọi hướng lòng lên Chúa, vì chỉ có Chúa mới là mùa xuân vĩnh cửu. Xuân đến, chúng ta không quên nhắc nhau, ngay từ những ngày đầu loan báo tin mừng tại Việt Nam, các nhà truyền giáo đã mời gọi người Công giáo thực hành việc kính thờ Thiên Chúa Ba Ngôi trong 3 ngày Tết. Cũng vậy, người Công giáo đã hình thành truyền thống tốt đẹp dành 3 ngày đầu năm mới để cầu nguyện. Ngày mùng 1 Tết cầu nguyện cho bình an trong năm mới, ngày mùng 2 kính nhớ ông bà tổ tiên và cầu nguyện cho những người đã qua đời, ngày mùng 3 thánh hóa công ăn việc làm và cầu nguyện cho quê hương, đất nước cũng như đồng bào không phân biệt tôn giáo. Nguyện xin Chúa là chủ thời gian, ban muôn vàn ơn lành xuống trên tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn dân Chúa. Xin kính chúc anh chị em khắp nơi xa gần, trong nước cũng như hải ngoại, năm mới hân hoan, hạnh phúc, thánh đức trong Chúa Kitô. Thành tâm nguyện chúc. Đoàn con đến